Hello cả nhà, xin chào mọi người đã đến với lại kênh Khang Luxury. Và hôm nay thì Khang sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để hai cái điện thoại XR gọi điện thoại với nhau một cách bảo mật nhất và an toàn nhất. Đầu tiên thì đối với những cái phiên bản mà điện thoại 4G thì mình sẽ phải làm thêm một cái thao tác này nữa thì mới có bảo mật được nhé cả nhà. Vô menu, vô cài đặt thì các bạn chọn là điện thoại, xong rồi chọn khu vực thì các bạn phải chọn qua khu vực United Kingdom thì mới có bảo mật được nhé cả nhà. Đó, các bạn đợi chút xíu, rồi nó sẽ mất khoảng tầm 15 đến 30 giây thì khi nó khởi động lên thì nó sẽ mới có danh sách bảo mật. Sau khi mình đã chọn cái khu vực là United Kingdom rồi á thì mình sẽ có phần bảo mật, còn nếu không thì sẽ không có phần bảo mật. Đây khu vực nhé, là United Kingdom. Rồi xong bắt đầu thì mình sẽ vô phần danh bạ thì mình sẽ thấy là nó có danh bạ thường, yêu thích và bảo mật. Thì bây giờ mình phải tạo một cái danh bạ này vào bảo mật này thì bắt đầu hai cái điện thoại này gọi điện thoại với nhau thì nhà mạng sẽ không thể nghe được cái cuộc gọi điện thoại của mình luôn nhé cả nhà. Đó. Đầu tiên thì là bây giờ bên máy này hai bên mình sẽ đều chọn danh bạ hết rồi nha. Đó, và bên này mình có lưu là anh Tư là cái số điện thoại này và anh Năm là số điện thoại này. Đó, thì mình chuyển qua chỗ phần anh Tư thường, anh Năm đây thì bắt đầu mình chọn tạo mới, không tạo mới mình chọn nó, bên này cũng chọn luôn, thêm vào danh sách bảo mật. Rồi bên này cũng vậy luôn, thêm vào danh sách bảo mật. Rồi hai bên nó sẽ gửi cái mật khẩu cho nhau thì bắt đầu mình mới kết nối hai bên máy với nhau được. Đó thì mình sẽ dùng cái số này để đánh qua bên đây và dùng số này để đánh qua bên đây. Bên đây sẽ là 296 293 6101 và 6014, còn bên đây mình sẽ đánh lại là 8556 và 8961 0156. Rồi bên này đồng ý và bên này đồng ý. Mình phải đợi khoảng 15 giây để hai cái máy này kết hợp với nhau đó. Và đã vào bảo mật rồi, mình đồng ý. Mình chuyển qua phần bảo mật. Đây, là đã có anh Năm. Và bên đây có anh Tư. Đó thì mình dùng bên đây, mình gọi qua bên đây. Đó, thì mình lấy số này mình gọi qua bên số này. Thì bắt đầu bây giờ hai cái này á thì cuộc gọi với nhau á sẽ được mã hóa cuộc gọi và tin nhắn luôn. Thì khi mà nhà mạng nó có nghe được á thì nó cũng sẽ không thể nào nghe được cái cuộc gọi của hai cái máy điện thoại đang liên hệ với nhau. Đó, và nó qua. Đó, hiện tại nó qua. Và mọi người nghe tiếng chuông của nó rất là hay. Đó. Thì hiện tại như vậy mới là bảo mật nhé cả nhà nhé. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Nếu mọi người có nhu cầu tìm hiểu về hoặc là muốn mua cái điện thoại XR có mã hóa cuộc gọi và tin nhắn bằng công nghệ AIS256 của quân đội thì liên hệ với Khang qua số điện thoại 0942222092 ạ. Khang là một đại lý chính thức nhập khẩu chính ngạch của điện thoại XR ở Việt Nam và được bảo hành chính hãng ở Việt Nam như cả nhà. Và hiện tại mẫu mới nhất đây là mẫu Ebony 4G và mẫu Classic 4G ạ.